Chào các bạn, chào các cháu. Hôm nay Ngọc chia sẻ đến cả nhà làm món nước mắm để ăn cơm tấm. Bún thịt nướng, bánh hỏi, bánh cuốn, gỏi cuốn. Món này dễ làm để được lâu, công thức cũng rất đơn giản. Và nếu cả nhà thích món này thì hãy vào làm cùng mình nhé. Đây là nguyên liệu mình đã chuẩn bị. Mình cho 700 ml nước vô nồi mình nấu. Đường cát thì mình sử dụng 500 g, 250 g đường cát vàng, 250 g đường trắng. Hai chén cái số lượng bằng nhau nhưng mà đường vàng á, cái hột nó to, nó cồng kềnh lên thấy nó nhiều. 250 g nước mắm Phú Quốc, 250 g nước mắm Đệ Nhị. Sôi rồi mình cho đường vô mình nấu. Mình khuấy cho nó tan đường. Mình cho vào một muỗng cà phê muối để nước mắm mình để được lâu. Đường tan rồi mình cho nước mắm vào luôn. Mình cắt thơm mình bỏ vào nước mắm mình nấu cho nó ngon. Trái thơm của mình là 630 g. Và mình mua thơm vừa vừa thôi, đừng có chín quá. Mắm sôi mình cho thơm vô, mình đun này. Mình đun thơm để cho nước mắm mình nó ngon. Nó dẻo mà nó ngon. Cho thơm vô nước mắm rất là ngon. Bây giờ nước mắm sôi rồi mình hớt bọt và mình để thừa lửa thật là nhỏ. Nồi nước mắm của mình sôi được 10 phút rồi. Bây giờ mình muốn ăn bánh cuốn, bánh hỏi hay là gỏi cuốn thì mình múc ra ngay từ bây giờ. Và mình để lửa bếp từ là số 300. Mình đi băm tỏi. Tỏi xong mình rửa xong rồi mình để thật là khô ráo, ớt cũng vậy. Và cái thớt con dao cũng vậy, mình để thật khô thì nước mắm mình mới để được lâu. Và tỏi này mình không mua tỏi Trung Quốc đâu. Thì tỏi Trung Quốc ăn thì nó không có tốt. Nhưng mà mình lựa những củ to đó. Củ to mình làm cho nó nhanh. Ớt này thì mình xài 6 trái. 6 trái ớt của mình rất là to luôn. Mình chừa lại một ít tỏi để mình giã cho nó thơm. Cái tỏi băm thì nó không có thơm. Mình bỏ trong bịch, mình giã cho dập dập, mình rửa chén thì không có văng. Nồi nước mắm của mình đun được 1 tiếng rưỡi rồi. Bây giờ mình múc lên như vậy nè. Nó nhỏ chậm chậm vậy là được rồi. Mình tắt bếp, mình để cho nó nguội. Mình cũng vớt hết mấy miếng thơm này ra nè. Miếng thơm đẹp không cả nhà, màu rất là đẹp. Mình đi vắt nước tắc nè, mình có 140 g tắc. Bây giờ nước mắm của mình nguội hoàn toàn rồi. Cả nhà xem mắm của mình có màu đỏ rất là đẹp nè. Bây giờ mình cho vô là 3 muỗng canh, nước cốt tắc vô. Ta có thể dùng chanh hay dùng giấm. Giấm người ta có thể nấu lên, còn chanh với tắc thì ta không có nên nấu. Nguội rồi mình mới cho. Mình nếm thấy chưa có chua, mình cho thêm 2 muỗng canh nước cốt tắc nữa. Mắm của mình có một màu rất là đẹp. Bây giờ mình cho tỏi giã vô nè. Tỏi giã thì nó rất là thơm. Mình cho tỏi băm vô nè. Nếu ai không ăn được tỏi thì ta có thể bỏ ít đi. Nhà mình thì rất là hảo tỏi. Mình cũng cho ớt vô luôn. Ớt này không có cay. Màu đẹp thôi chứ không có cay.
Món nước mắm thì này rất dễ làm, để được lâu. Công thức thì rất đơn giản. Mình làm một lần mình để ăn cả tháng vẫn được. Mình để trong ngăn mát tủ lạnh, càng để nó càng dẻo. Mình nếm thử nước mắm nè. Rất là ngon cả nhà ơi, rất là vừa miệng luôn. Và phần chanh hay tắc hay giấm mình cho vào cũng lệ thuộc vào thơm. Nếu thơm của mình chua thì ít tốn chanh, tốn giấm. Còn thơm của mình ngọt sẽ tốn chanh, tốn giấm nhiều hơn. Món nước mắm này thì để ở ngoài khoảng được tuần lễ. Còn mình để trong tủ lạnh thì để được cả 2 tháng. Mình muốn để thật lâu thì mình xài giấm. Giấm thì nấu trên bếp. Còn chanh và tắc thì không nấu trên bếp cho nên không có để được lâu bằng giấm. Và làm bằng giấm thì nó sánh kẹo hơn, tại vì mình nấu trên bếp nó sẽ sánh kẹo hơn. Công thức này thì mình học được một chị bán cơm đã nghỉ hưu. Mình nếm thử nước mắm nè. Rất là ngon cả nhà ơi, rất là vừa miệng luôn. Và phần chanh hay tắc hay giấm mình cho vào cũng lệ thuộc vào thơm. Nếu thơm của mình chua thì ít tốn chanh, tốn giấm. Còn thơm của mình ngọt sẽ tốn chanh, tốn giấm nhiều hơn. Video của mình đến đây là hết. Chúc cả nhà thành công. Nếu cả nhà thích thì hãy like, đăng ký và chia sẻ cho mình nhé. Cảm ơn cả nhà đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.